chương 1181, cố ý nhằm vào. 7, 10, 11, 2, 4 v đúc hoa tươi. Tết trồng cây, 4 giờ chiều, tây hoang chân núi. An Lương cầm máy phóng đại thanh âm biểu thị còn có một chuyện cuối cùng. Chúng ta tiền tài trợ Vũ Nguyệt đã tại Nam Phong Ba đường tốt lại phát cáo nồi tiệm đặt trước lẩu, 6 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Dĩ nhiên, nếu như trước giờ đến rồi, đồng thời ba bằng tứ hữu cũng quyên góp đủ, đi đầu bắt đầu là hơn ăn nhiều một. An Lương đùa dẫn nói. Cái gọi là ba bằng tứ hữu, chính là một bàn tám người một loại cách nói khác, tốt lại tới tiệm bán cù lao nhân viên phục vụ biết thay thế An Lương nói rõ. Ô hát! Kém chút nữa đã quên. An Lương tiếp tục nói, xét thấy ngày mai phải đi học, chúng ta hôm nay liên hoan không cung cấp bất luận cái gì rượu loại thức uống, chỉ cung cấp không phải đồ uống cồn, còn hy vọng đồng học nhóm chú ý một chút. An Lương nội hàm nói, mặc dù các ngươi muốn chính mình trả tiền thu hoạch rượu loại thức uống, nhân viên cửa hàng cũng sẽ nhắc nhở các ngươi, khách quan, ngày hôm nay không thể một ít hiểu công việc nam sinh cười xấu xa đứng lên, thần đạp mã khách quan không thể. Bốn chiếc xe buýt chở bọn học sinh ly khai, lâm viên người của công ty viên đem lưu lại đem còn thừa lại cây giống gieo hoàn thành. Thiên phủ kinh tế học trong viện, những thứ kia không có tham gia trồng cây trồng rừng công ích hoạt động bọn học sinh tự nhiên cũng biết lỗ liên hoan sự tình, càng là đã biết sở hữu tham gia trồng cây trồng rừng công ích hoạt động học sinh, chí ít cũng có thể thu được giá trị gần nghìn nguyên vũ nguyệt tích phân. Tình huống như vậy làm cho không có tham gia một bộ phận học sinh tâm tính mất thăng bằng, thậm chí cho rằng là an lương cố ý nhằm vào bọn họ còn có người thậm chí ở sân trường tường phát thiếp đổi an lương trở về trình trên đường hạ hòa tâm cùng hạ như ý ngồi chung một chỗ an lương cùng các nàng cách một cái lối đi nhỏ vốn là an lương đang cùng hạ hòa tâm vừa nói xong mới trồng cây sự tình thẩm thế trung nhắc nhở lương ca ngươi xem một chút vườn trường tường nhị bang có người ghiêm ngươi ô hát an lương nhíu mày lúa tâm ta xem trước một chút vườn trường tường hạ hòa tâm gật đầu An Lương trên điện thoại di động mở ra vườn trường tường, quả nhiên ở trang đầu nhìn lên thấy rồi đổi hắn thiếp mời. Tài chính tam ban sinh hoạt ủy An Lương cố ý nhằm vào chúng ta chứ. Trước tiên nói một chút tình huống, hôm nay là Tết trồng cây, chúng ta ngành tài chính 2019 cấp tân sinh có một cái hoạt động, đi trước Tây Hoang núi trồng cây trồng rừng. Cái này một cái hoạt động là 2019 cấp tài chính tam ban sinh hoạt ủy An Lương tổ chức, đồng thời trước giờ nói xong rồi là tự nguyện báo danh tham gia. Bởi vì hệ bên trong phát thông báo, Thu Xây cùng Satu đều nghĩ, Saturday bổ thu xây giờ học, sở dĩ thu xây thì tương đương với Saturday ngày nghỉ, ta sẽ không có báo danh tham gia cái này một cái trồng cây trồng rừng hoạt động, trong lớp chúng ta tổng cộng có phân nửa người đều không có tham gia. 2019 cấp tài chính nhất bang cũng có tiếp cận phân nửa người không có tham gia. Tình huống như vậy hẳn là làm cho tài chính tam bang chính là cái kia an lương rất khó chịu chứ. Dù sao hắn tự xưng là đại lão, lại rất có tiền, chúng ta nhiều như vậy nhiều không nể mặt hắn, hắn hẳn là trong lòng phi thường khó chịu chứ sở dĩ hắn cố ý cho đi nhân phát rất nhiều thưởng cho, là không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Có phải hay không muốn cho chúng ta sản sinh hối hận tâm tình? Ta chỉ có thể nói không hổ là kẻ có tiền. Nói thật, nếu như cái này một vị đại lão sớm một chút nói muốn phát tiền, ta tin tưởng mọi người cũng phải đi, dù sao không có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ chứ. Xin hỏi cái này một vị đại lão, tiếp theo hoạt động là cái gì thời gian, lại có cái gì nghỉ thưởng, ta nhất định sẽ báo danh tham gia. Vườn trường tường là thực danh chứng thực bình đài, an lương tra nhìn đối phương tin tức. 2019 cấp ngành tài chính nghị ban Tôn Hiểu Phong. An Lương đối với cái này nhân loại còn có ấn tượng. Trước đây Bạch Nguyệt vì hắn chứng minh thời điểm, cái này Tôn Hiểu Phong liền phun quá Bạch Nguyệt, cái này nhân loại thuộc về điển hình bình xịt, đồng thời quá lấy chính mình làm trung tâm. An Lương ra xét bình luận. 20 cấp 18 kinh tế nhất ban đổng trạch nghĩa, ta đối với An Lương niên đệ nghe thấy đã lâu, chỉ dựa vào đối phương tổ chức lần này trồng cây trồng rừng hoạt động, liền có thể nói rõ nhân phẩm của đối phương chí ít không xấu. 20 cấp 18 kinh tế nhất bang đổng trạch nghĩa, bù một điều. Hỏi thăm một chút. Lần này trồng cây trồng rừng hoạt động, An Lương Niên đệ sợ rằng tự móc tiền túi vượt lên trước 500 000 loại cảnh giới này người sẽ nhằm vào ngươi một cái bình xịt. 20 cấp 18 quốc mẫu nhất bang Lý Đình, đồng học, tư tưởng của ngươi thật sự có vấn đề. 2019 cấp tài chính nhất bang Ung Văn, lớp bên cạnh không nhìn nổi. 2019 cấp tài chính nhị bang Triệu Cương, lớp chúng ta đều không nhìn nổi, loại này não tàn ngôn luận cũng dám phát lên bác trong mắt thật là không sợ bại lộ chính mình chỉ số IQ thấp, nhân phẩm sai. 2019 cấp tài chính nhị ban hầu Kim Thành, thành tựu tiểu đội trưởng, ta thực sự không nhìn nổi, ta khả cầu cầu ngươi có điểm đầu óc A. An Lương nhìn lấy đại lượng đồng học phun cái này tôn hiểu phong, hắn an tâm. Hắn vừa cười vừa nói, thân sĩ, đầu óc của người này có chuyện, mọi người đều biết. Thẩm Thế Trung đáp lại, ta cũng ở phun. Ta đáp lại một cái hắn A. An Lương cũng không phải là đánh không hoàng thủ, mắng không nói lại tính cách nếu cái này tôn hiểu phong muốn nhảy ra đối tuyến an lương sẽ dạy cho hắn cái gì gọi là tự rước lấy nhục dù sao an lương là âm dương tông sư được rồi cùng loại tôn hiểu phong loại này chẳng giải quyết được vấn đề thiếp mời tối đa chính là mới học nhập môn âm dương sư mà thôi an lương có thể phung đối phương tự bế chương một nghìn một trăm tám mươi hai lương ca sát thực rất có mặt mũi tám mười mười một hai sáu v đất hoa tươi an lương hơi chút suy tư một chút liền trực tiếp hồi phục tôn hiểu phong thiếp mời 2019 cấp tài chính tam bang an lương. Trước tiên cảm tạ đổng trạch nghĩa học trưởng bên vực lẽ phải, tự móc tiền túi gì gì đó là chuyện nhỏ, ta chính là muốn vì bảo vệ môi trường công ích sự nghiệp ra một phần lực. Thứ nhì đâu, 2019 cấp ngành tài chính nhị ban tôn hiểu phong đồng học nói kim ngươi. Xem ở bạn học phân thượng trả lời người, lại không luận ta có phải thật vậy hay không ghim ngươi, nếu như ngươi dễ dàng như vậy đã bị nhầm vào, vậy có phải hay không quá yếu? Còn như nói cái gì ngươi cho ta mặt mũi? Mặt mũi của ngươi thật là lớn nhưng ngươi là ai? Ta dường như không biết ngươi. Xin lỗi, chắc là ngươi quá bình thường. Loại người như ngươi ngoại trừ ở Internet trung tìm xem tồn tại cảm giác, tú nhất tú đương đại sinh viên chỉ số IQ đến tục cùng có thể thấp tới trình độ nào ở ngoài, chỉ sợ cũng không cách nào hấp dẫn người chú ý chứ. Còn như nói cái gì phát tiền không phát tiền, đó là tiền tài trợ vũ nguyệt hành vi, chúng ta đây là công ích hoạt động. Công ích hoạt động hiểu không? Bổ sung lại một điểm, vũ nguyệt đúng là ta mở, nhưng kinh tế học viện ngành tài chính học sinh không có khả năng chuyện đơn giản như vậy đều nhìn không thấu chứ cuối cùng nói rõ một chút liên quan tới tiếp theo hoạt động sự tình sang năm tết trồng cây chúng ta như trước biết tổ chức trồng cây trồng rừng hoạt động hoan nghênh tôn đồng học tham gia ngươi không cần lo lắng ta sẽ ghi hận ngươi bởi vì ngươi căn bản không minh bạch cái gì gọi là cảnh giới cùng quay vòng tầng trên lệch từ ngươi thiếp mời ta thậm chí có thể liếc mắt một liền thấy suy ngươi cả đời loại người như ngươi phổ thông người vì sao liền không thể học tập cho giỏi không phải là muốn tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc đâu. Thừa nhận những người khác ưu tú, đúng như này khó khăn phải không? Nhưng mà An Lương mới vừa rét ly, Tôn hiểu phong thiếp mời đã bị nhân viên quản lý cắt bỏ, đồng thời vườn trường trên tường phát ra một cái mới thông cáo. Liên quan tới 2019 cấp ngành tài chính nhị ban tôn hiểu phong đồng học gây hấn gây chuyện xử lý thông cáo. 2019 cấp ngành tài chính nhị ban tôn hiểu phong đồng học ở sân trường trên tường gây hấn gây chuyện, đồng thời có ý định nói xấu cùng trường đồng học, như thế ác liệt hành vi tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Trải qua học viện lãnh đạo thảo luận, ban 2019 cấp ngành tài chính nhị ban Tôn Hiểu Phong đồng học ghi lại xử phạt. Hy vọng Tôn Hiểu Phong đồng học chăm chú ăn năn, đồng thời hy vọng còn lại đồng học lấy làm trả giá, internet không phải không cách nào chi địa. Mời đồng học nhóm ước thúc lời nói của chính mình, đắp nặng hài lòng internet hoàn cảnh. An Lương nhìn thấy điều này thông cáo, hắn chỉ có thể yên lặng cho thiên phủ học viện kinh tế những người lãnh đạo điểm một cái khen. Thẩm Thế Trung tự nhiên cũng phát hiện tình huống như vậy, hắn hô lớn, ngọa tào. Lương ca, ngươi cũng quá trâu bò đi. Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý đều nghe Thẩm Thế Trung hô to, các nàng đều nhìn về phía An Lương, hiển nhiên là hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. An Lương thuận miệng nói rằng, mới vừa có người ở vườn trường trên tường mở tô biết nói xấu ta, ta mới, chỉ có, phun trở về đây, kết quả thiếp mời đã bị xóa, đen chúng ta bị trường học ghi lại xử phạt thông cáo. Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý vẻ mặt dấu chấm hỏi, lại vẫn có thể dạng này phải không? Thẩm Thế Trung ở vừa cười nói rằng, cái kia hắc lương ca gia hỏa còn hết là đầu óc có chuyện, trước không nói lương ca tốt nghiệp về sau liền sẽ trở thành nổi danh đồng học loại này cấp bậc đích nhân vật, chỉ là trồng cây trồng rừng loại này công ích hoạt động chính là học viện tuyên truyền sự tình tốt. Cái tên kia hắc loại chuyện như vậy, hoàn toàn chính là tự tìm chết. Thẩm Thế Trung dễ cực. Sự thực xác thực như vậy. Thiên phủ kinh tế học viện rõ ràng là muốn đem lần này hoạt động cho rằng tuyên truyền sự kiện, còn có người sắp tối lần này hoạt động. Chỉ có thể nói đầu óc không tỉnh táo bất quá lương ca mặt mũi thực sự đại xóa tô tiếp liền tính trực tiếp ghi lại xử phạt là thật thái quá thẩm thế trung cảm thán nói lúc này mới phát ra hơn 10 phút học viện phương diện liền trực tiếp cho ghi lại xử phạt chỉ có thể nói học viện thực sự cho lương ca mặt mũi an lương mỉm cười không nói gì chắc là thiên phủ kinh tế học viện hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút an lương tình huống thật chứ dù sao thiên phủ kinh tế học viện đi ra học sinh luôn có người sinh động ở kinh tế lĩnh vực tự nhiên biết an tâm đầu tư công ty phía trước làm chuyện gì cũng biết An Lương ở lĩnh vực tài chính là như thế nào hô phong hoáng vũ. Dường như thẩm thế trung nói giống nhau, làm An Lương lúc tốt nghiệp, chính là Thiên Phủ Kinh tế Học viện đem An Lương xếp vào nổi danh đồng học vinh dự thời điểm, Thiên Phủ Kinh tế Học viện lại làm sao có khả năng cho phép nhảy nhót tên hề ác tâm An Lương. Nếu không là lo lắng quá tận lực, Thiên Phủ Kinh tế Học viện liền khuyên lui tôn hiểu phong tâm tư đều có. Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý ở một bên nghe, các nàng đột nhiên cảm thấy An Lương năng lượng thực sự rất lớn. Dù sao đối với Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý mà nói, các nàng đối với trường học thái độ có rõ ràng hơn nhận thức, liền trường học đều thiên vị An Lương, sở dĩ An Lương năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. An Lương phát hiện hạ hòa tâm cùng hạ như ý dị dạng, hắn cực nhã nói đùa, các ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ta rất lợi hại. Hạ gia hai tỷ muội cùng nhau gật đầu. Giống như, ta ngã bài, ta xác thực rất lợi hại. An Lương không có phủ nhận, hắn trực tiếp ngã bài. Nhưng mà hạ gia hai tỷ muội ngược lại tùng một khẩu khí, cái này An Lương vẫn là các nàng quen thuộc An Lương, vẫn là cái kia xấu xa đại hỗn đảng. Chương 1183, kỳ quái thưởng cho. 9, 10, 11, 2, 8 V Đức hoa tươi. 4 giờ chiều 47 phân, 4 chiếc xe buýt dừng ở Thiên Phủ Học viện Kinh tế trước cửa. Hầu như sở hữu tham gia trồng cây trồng rừng công ích hoạt động đồng học đều lựa chọn trở về phòng ngủ tắm, dù sao bận rộn cả ngày, tuyệt đại đa số người đều xuất mồ hôi, đặc biệt là các cô em, tự nhiên cần trở về phòng ngủ tắm thay đổi y phục. Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý cũng muốn trở về phòng ngủ trước tắm, an lương giống như vậy ở phản hồi phòng ngủ trên đường an lương bị các loại cung duy bởi vì vườn trường trên tường biến hóa làm cho những học sinh này minh bạch rồi một việc nguyên lai học viện là thực sự thiên vị an lương ở trong phòng ngủ an lương không có khách khí hắn đệ một cái tắm nam sinh tắm tốc độ đều rất nhanh mấy phút là có thể giải quyết an lương đang tắm thời điểm hắn tra xét may mắn một đời hệ thống phản hồi tin tức ken bảo vệ môi trường nhiệm vụ trồng cây trồng rừng nhiệm vụ trạng thái hoàn thành Hữu hiệu số người tham dự, 100. Trồng trọt cây giống số lượng, 276-4. Tổng hợp thỏa mãn hệ số, 100. Cuối cùng phản hồi hiện thưởng cho, 27, 640, không không Nguyên. Đặc biệt gợi ý, lần này phản hồi hiện tưởng thưởng tài chính từ ký chủ ở An tâm đầu tư công ty tư nhân đầu tư tài khoản từ thị trường chứng khoán Mỹ. An Lương bỏ quên đặc biệt gợi ý, bởi vì nhìn rồi nhiều lần lắm, An Lương hầu như đều sẽ bối tụng được không. Lần này phản hồi hiện thưởng cho lại có hơn 27 triệu. Không tệ, không tệ. Trên thực tế lần này trồng cây trồng rừng công ích hoạt động tổng tiêu hao cũng không có 100 vạn, cái này lợi nhuận cũng quá tốt rồi chứ. Nhất định phải cho may mắn một đời hệ thống điểm khen. Khen. Chúc mừng ký chủ thu được tổng hợp thỏa mãn hệ số cực đại đánh giá. Ngoài định mức thu được đặc biệt tưởng thưởng, nguy cơ kỳ ngộ. Mời ký chủ kiên trì chờ đợi, nguy cơ kỳ ngộ chưa bắt đầu. Nguy cơ kỳ ngộ. Đây là cái gì nghĩ thưởng? nhưng mà may mắn một đời hệ thống không có nói rõ, nói chỉ là một cái chưa bắt đầu, An Lương tự nhiên không có nghiên cứu kỹ, dù sao cũng chưa bắt đầu, sau đó bắt đầu rồi may mắn một đời hệ thống tự nhiên sẽ gợi ý. Không đủ 10 phút, An Lương rửa mặt xong tất, hắn chào hỏi, dưới một cái ai? Thân sĩ, ngươi lên trước. Lữ Văn Sơn hỏi. Thẩm thế trung phủ định, các ngươi trước, ta bên này cùng bồi chơi tiểu tỷ tỷ nói chuyện phím, tạm thời không đi được. Mã Long đồng dạng phủ định, đang nhìn video, ngươi trước lữ văn sơn không có nhiều lời hắn trực tiếp đi vào buồng vệ sinh an lương trước mặt vào chỉnh tề mới chỉ có ở trồng cây trồng rừng kế hoạch trù bị đàn trung gửi đi tin tức cái này một cái đàn có lần này hoạt động bốn cái lớp học phụ đạo viên cùng với bốn cái lớp học tiểu đội trưởng an lương mọi người phi thường cảm tạ mỗi một vị lão sư chống đỡ cùng với mỗi một vị đại lớp trưởng cố gắng làm việc an lương vũ nguyệt danh thiếp an lương mời lão sư môn quan tâm vũ nguyệt đồng thời đăng ký một cái vũ nguyệt hội viên Vũ Nguyệt sẽ vì mỗi một vị lão sư đưa lên 20 vạn tích phân. An Lương mời bốn vị tiểu đội trưởng ở thu được Vũ Nguyệt nhân viên công tác liên lạc thời điểm, để trình một cái đối ứng lớp lần này tham gia hoạt động ban ủy tin tức. An Lương, bốn vị tiểu đội trưởng đem ngoài định mức thu được 5 vạn Vũ Nguyệt tích phân, sở hữu ban ủy, bao hàm bổn nhân ở bên trong, sẽ được 3 vạn Vũ Nguyệt tích phân. An Lương, ta là sinh hoạt quỹ, hẳn là thu được tưởng thưởng. Bạch Tinh Tinh, sinh hoạt quỹ đại lão nói đúng. Bạch Tinh Tinh, cảm tạ sinh hoạt quỹ gần nhất nhất định quan cố vũ nguyệt nhẹ thực nhà các ngươi đám mây ô khoai tây ăn ngon thật lâm lâm cảm ơn sinh hoạt vĩ đại lão hầu kim thành cảm kích lương ca hầu kim thành trước đây đều là chúng ta ước ao tam bang lần này chúng ta cũng theo lương ca lăn lộn một bả vô cùng cảm kích cố phương yên lặng chờ đợi ban trường phúc lợi yên lặng quyết định sang năm tiếp tục làm tiểu đội trưởng vạn vân phi tạ tạ an lương đồng học còn lại phụ đạo viên vốn đang không có ý tứ nhưng thấy vạn vân phi nói lời cảm tạ sau đó bọn họ cũng rối rít nói tạ. Phụ đạo viên thu nhập cũng không cao, bọn họ cũng biết Vũ Nguyệt là cao cấp siêu thị, còn biết Vũ Nguyệt tích phân có thể trực tiếp coi như tiền mặt sử dụng, 20 vạn tích phân thì tương đương với 2.000 nguyên tiền mặt. Cái này một khoản thưởng cho cũng không ít, đồng thời hoàn toàn hợp pháp hợp quy. An lương, chờ một lát liên hoan, còn muốn phiền phức chư vị lão sư cùng tiểu đội trưởng nhóm phối hợp, hy vọng hôm nay hoạt động có nhất cá viên mãn kết thúc. Hầu Kim Thành, mời lương ca yên tâm, chúng ta nhị ban tuyệt đối không rơi vòng trang sức. Cố phương, nhất bang cũng không có vấn đề. Lâm lâm, chúng ta bên này có chuyện, các ngươi kinh tế học viện rất nhiều nam đồng học thêm lớp chúng ta nữ bạn học bi chát, xin hỏi cái này xử lý như thế nào? An lương, lại vẫn có loại này sự tình. An lương, ta chỉ có thể gọi thẳng những thứ này nam trong đám bạn học hành. An lương, bọn họ dĩ nhiên biết các ngươi học viện sư phạm nam sinh thiếu, cạnh tranh tiểu, quả nhiên là học viện kinh tế học sinh, đầy đủ hiểu được sai dị hóa cạnh tranh. Lâm lâm. Hầu Kim Thành, không nói, ta cũng đi thêm bi chát, lâm lớp trưởng, ngươi xem thêm cái bi chát như thế nào, về sau trao đổi một chút làm lớp trưởng kinh nghiệm. Lâm lâm. An lương, bốn cái tiểu đội trưởng trung chỉ có hầu lớp trưởng một cái nam đồng học, thật ước ao. An lương, chạy trước, liên hoan 6 giờ rưỡi bắt đầu, tất cả mọi người thúc giục thúc giục đồng học nhóm. Chương 1184, giá trị vạn ức thêm chốt nhân tài. 10, 10, 113 v đất hoa tươi. Chạng vạn 6 giờ đồng hồ. Nam Phong ba đường tốt lại phát cáo nồi quán rất náo nhiệt, ngày hôm nay tham gia trồng cây trồng rừng công ích hoạt động đồng học nhóm đang ở khoái trá ăn lẩu, mặc dù không cung cấp cùng thức uống, nhưng các loại đồ uống hoàn toàn không hạn chế. Một ít gia mặt dày điều kiện tốt kinh tế học viện nam sinh đã bắt đầu truy cầu học viện sư phạm nữ sinh, không thể không nói hôm nay trồng cây trồng rừng công ích hoạt động liên hoan dường như thay đổi vị. Nhưng mà cái này dạng thay đổi vị hoạt động càng sung sướng đâu. Nhưng An Lương có điểm khó. Bởi vì Bạch Nguyệt cùng Hạ Gia hai tỷ muội lại lăn lộn đến cùng nhau, Tuy là song phương đều vừa nói vừa cười, nhưng An Lương cảm thấy là lạ, đây là cái gì quỷ tình huống? Hệ thống có ở đây không? Nguy hiểm năng lực linh cảm có phải hay không bị hư? Vì sao không có nguy hiểm gợi ý? Trên thực tế là Bạch Nguyệt căn bản không có hy vọng xa vời, lại tăng thêm hạ gia 2 tỷ muội không có coi Bạch Nguyệt là làm uy e hiếp bờ. Dù sao hạ gia 2 tỷ muội đang làm ra sau khi quyết định, các nàng căn bản không cho rằng Bạch Nguyệt có uy e hiếp bờ gì, các nàng không phải một thêm một bằng với hai tổ hợp, các nàng là một cộng một lớn hơn 2 nhà, ngươi thích yêu phiến, hạ như ý cho an lương nóng một khối yêu phiến kẹp cho hắn. không phải, người này là có ý gì? ám chỉ hắn. giác quốc người tôn trọng lấy hình bổ hình, nói thí dụ như xiên nướng muốn ăn dương yêu tử, lẩu muốn ăn thận heo, còn có điều gọi là ngưu tiên canh chờ, các loại, những thứ này đều ký thác lấy hình bổ hình nguyện vọng tốt đẹp. sở dĩ hạ như ý cho hắn gấp một mảnh yêu phiến, đó không phải là là ám chỉ hắn. khang ngọc giai vẽ mặt nội hàm biểu tình, nàng xem trước xem an lương lại nhìn một chút hạ như ý cùng hạ hòa tâm, nàng thấp giọng nói, đại lão, ngươi bây giờ là không phải rốt cuộc đã hiểu một cái đạo lý. Cái gì? An lương nghi hoặc. Tiểu hài tử mới, chỉ có, làm đề trách nhiệm, người trưởng thành biết không chịu nổi. Khang Ngọc Giai nội hàm nói. An lương im lặng nhìn lấy Khang Ngọc Giai. Cái này nhân loại có độc. Từ nặc cũng cười đẻo nói, đại lão, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn nha, ngươi nhìn một chút các nàng trung một cái đều ở đây điên cuồng ám chỉ ngươi, nói rõ đối với ngươi không hài lòng, Ngươi có thể phải thật tốt bổ một chút an lương lần nữa không nói song thiên phú chiến sĩ không được may mà khang ngọc giai cùng từ nặc dung nhan trị tương đối thấp an lương không nhớ được tên của các nàng mà thôi bằng không an lương liền muốn hảo hảo hỏi thăm một chút hạ gia hai tỷ muội bạn cùng phòng tên gọi là gì an lương không chỉ có thể nhớ kỹ nữ bằng hữu quê mật tên hắn còn có thể nhớ kỹ nữ bằng hữu bạn cùng phòng tên Thích. hạ hòa tâm hừ hừ nhìn lấy khang ngọc giai cùng từ nặc hai người các ngươi thu liễm thu liễm a hiện tại học viện kinh tế tiểu ca ca nhiều như vậy, các ngươi biểu hiện như vậy, nào có tiểu ca ca biết liêu các ngươi. Khang Ngọc Giai cùng từ nặc đều không còn gì để nói nhìn lấy hạ hòa tâm. Lâm Lâm đang ở ăn ăn ăn, nàng phía trước biểu thị giảm cân, nhưng bây giờ lại là ăn được nhiều nhất cái kia một cái. Bạch Nguyệt ở một bên nghe được có điểm mộng mộng đổng đổng, nàng đại khái đoán được đáp án, nàng tai của ngươi có một chút hồng, trong lòng có một điểm chua xót, nhưng lại biết mình không tranh hơn. Dù sao Bạch Nguyệt mình cũng cảm thấy hạ hòa tâm cùng hạ như ý rất đẹp, các nàng lại cao lại bạch, vóc người lại đẹp, mấu chốt là hai tỷ muội rất tương tự. Dưới tình huống như thế, Bạch Nguyệt mình cũng biết không tự chủ được tuyển trạch hạ hòa tâm cùng hạ như ý, huống chi là an lương đâu. Sở dĩ Bạch Nguyệt cảm thấy trong lòng có điểm chua sót, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn mạnh hơn chứa không có chuyện, căn bản không dám biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình biểu lộ ra bất luận cái gì một tia tâm tình, do đó bị hạ hòa tâm cùng hạ như ý phát hiện, sau đó các nàng ăn giấm chua thời điểm, làm cho An Lương xa lánh nàng. Bạch Nguyệt chỉ nghĩ giống bây giờ giống nhau có cơ hội an an tĩnh tĩnh nhìn lấy An Lương cũng rất tốt đâu. Còn như càng nhiều hơn hy vọng xa vời. Dường như cùng nàng không có quan hệ a. À. An Lương vừa ăn yêu phiến, một bên hung tận trừng mắt hạ như ý, cái này tiểu nữ dĩ nhiên khiêu khích, xem ra muốn tìm thời gian trị một chút nàng, để cho nàng biết Song Thiên Phú chiến sĩ cường đại. Chỉ có biết Song Thiên Phú chiến sĩ cường đại sau đó, nàng mới sẽ không khiêu khích chứ. An Lương mới vừa ăn xong yêu phiến, điện thoại di động của hắn liền phát ra ngoài chung điện tiếng an lương nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện lại là hoàng quốc tường hắn trực tiếp sự trượt màn hình nghe quy lão hoàng chuyện gì an lương chủ động hỏi sau đó hô lúa tâm lại cho ta nóng điểm yêu phiến hạ như ý sửng sốt một chút sau đó phản ứng kịp an lương là nhận lầm người được rồi đó không phải là an lương thường quy thao tác sao hạ như ý cũng không có phản bác cùng uống nắng nàng cứ dựa theo an lương phân phó cho hắn nóng yêu phiến Hoàng Quốc Tường nhạo bán nói, đang ăn lẩu đâu? Ừm, đang ở ăn lẩu. An Lương đáp lại, lão Hoàng, ngươi ăn chưa? Còn không có đâu. Hoàng Quốc Tường đáp lại, đang ở xử lý bọc đồ của ngươi, ngày hôm nay mới triệt để xử lý xong. Chậm như vậy sao? Ngươi trước nói hôm sau đến. An Lương nghi hoặc, ngươi cho rằng đơn giản? Hoàng Quốc Tường nhổ nước bọt, một đám đông người đang truy tung cái bao này, chúng ta hao hết sức của chính trâu hai hổ mới giúp ngươi giải quyết chuyện này, ngươi còn cảm thấy chậm? Hại. An Lương thuận miệng đáp lại, ta cho rằng theo các ngươi rất đơn giản. Kỳ thực phi thường khó được không? Hoàng Quốc Tường lần nữa nhổ nước bọt, thậm chí hiện tại đều có người vẫn còn ở truy tung cái bao này, người cái bao này đến tục cùng tình huống gì, vì sao nhiều người như vậy truy tung? Cái này một cái bọc là chip sản nghiệp đặt móng then chốt. Cái này một cái bọc đến từ Korea Tam Tang Công ty, thuộc về Tam Tang Công ty kỹ thuật nồng cốt nhân viên, dựa theo may mắn một đời hệ thống phản hồi tin tức, cái này một cái người có thể thôi động chip nghề nghiệp phát triển chí ít làm cho An Lương lấy được shipper, triệt triệt để để đạt được trạng thái tốt nhất, cuối cùng làm ra 7 nano chip. Được rồi được rồi, ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn chỗ tốt, ta ngày mai sẽ tới đế đô được rồi, chúng ta thương lượng một chút phân chia như thế nào chỗ tốt. An Lương đáp lại. Vậy thì tốt quá. Hoàng Quốc Cường hài lòng đáp lại. Hành, ta ăn trước lẩu, ngày mai tới đế đô lại thảo luận. An Lương đáp lại phía sau liền cúp điện thoại. Hạ Như Ý thấy An Lương cúp điện thoại, nàng thuận miệng hỏi: ngươi ngày mai muốn đi đế đô. Ừm, có chuyện công việc phải xử lý. An Lương đáp lại. Dù sao cũng là giá trị vạn ức cấp bậc then chốt nhân tài, An Lương cũng cần thận trọng đối đãi. Chương 1185, đặc biệt gợi ý, nguy cơ kỳ ngộ. Một 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Buổi tối tiếp cận 8 giờ. An Lương cùng hạ gia 2 tỷ mũi bước chậm ở thiên phủ kinh tế học trong viện, bởi vì là ở trường học, An Lương chỉ nắm một cái người, hắn thuận tay dắt đến rồi hạ hòa tâm. An Lương mang theo hai tỷ muội đi tới đại thao trên sân, lung tung không có mục đích tiêu sái lấy. Các ngươi học tập một cái bằng lái chứ?" An Lương đề nghị. "Chờ các ngươi rời đến Nam Hồ viện, nếu như biết lái xe, càng dễ dàng một chút." An Lương bổ sung. Hạ Như Ý trước tiên hỏi, "Lái xe khó sao?" An Lương cười đáp lại, "Đặc biệt đơn giản." Hắn tiếp tục bổ sung, "Chúng ta phía trước vui mừng nhạc viên thời điểm, các ngươi cũng chơi đồ ô tô đụng, kỳ thực tự động đẳng cấp ô tô cùng đụng đụng xa phi thường tương tự." đi đi đi, chúng ta đi bãi đổ xe, ta cho các ngươi giảng giải cặn kẽ một cái. An Lương mang theo hạ gia hai tỷ muội đi hướng bãi đậu xe lộ thiên. Ở bãi đậu xe lộ thiên, An Lương đem Lamborghini Urus phòng điều khiển cửa xe tối đại hóa mở ra, đồng thời mở ra điện thoại di động đèn pin, hắn bắt đầu giảng giải. Nhà, các ngươi xem, bên phải dán giúp bàn đạp là chân ga, xe khởi động chiếc sau đó, đạp chân ga có thể dập sờ động lực, bên trái ngắn bàn đạp là phanh lại. An Lương giới thiệu. Hạ Như Ý nghi ngờ nói, vì sao chân ga cùng phanh lại muốn thiết kế ở đồng nhất bên đâu vì sao không đem phanh lại cùng chân ga tách ra thiết kế một chân đạp chân ga một chân phanh xe cái này dạng không phải phản ứng nhanh hơn sao người nói rất có đạo lý nhưng còn có thủ động đẳng cấp ô tô ở bên trái là bộ ly hợp khống chế bàn đạp nó cũng cần chiếm giữ một cái vị trí an lương giải thích mặt khác là thói quen vấn đề tuyệt đại đa số người cũng đã quen rồi chân phải khống chế chân ga cùng phanh lại đồng thời tuyệt đại đa số người chân phải linh hoạt hơn dường như cầm chiếc đũa giống nhau đột nhiên đổi thành tay trái cầm chiếc đũa có phải hay không không có thói quen an lương bổ sung giải thích mấu chốt nhất là ô tô thiết kế cùng sinh sản tiêu chuẩn là như thế quy định an lương nói ra nguyên nhân trọng yếu nhất hạ hòa tâm cùng hạ như ý cái hiểu cái không gật đầu tự động đẳng cấp ô tô thì tương đương với ô tô đụng chỉ là không thể đụng vào đụng các ngươi học tập thời điểm trực tiếp học tập đơn giản tự động đẳng cấp ngược lại các ngươi cũng không khả năng mở thủ động ngăn cản an lương nói rõ nói ta sẽ phân phó vũ nguyệt phùng quản lý giúp các ngươi xử lý chuyện này làm cho đào tạo lái xe phối hợp thời gian của các ngươi đồng thời chọn nữ huấn luyện viên dạy học đồng thời một chiếc huấn luyện viên xe chỉ vì các ngươi cung cấp dạy học phục vụ an lương bổ sung hạ hòa tâm cùng hạ như ý trong lòng mỹ tư tư các nàng thích loại này bị an lương an bài rất rõ ràng cảm giác có một loại bị ngọt ngào vây quanh sủng nịch cảm giác các ngươi nhận nhận chân chân học lái xe cũng đừng thành internet bên trong nữ tài xế an lương nhạo bán nói mới sẽ không đâu hạ như ý hừ hừ đáp lại hạ hòa tâm cũng theo đáp lại chúng ta sẽ cố gắng an lương ngắm một vòng bãi đổ xe phát hiện không có người nào hắn một tả một hữu ôm hạ gia hai tỷ muội ta ngày mai đi đế đô bên kia công tác tương đối trọng yếu tạm thời không biết lúc nào trở về từng ngươi đi trước xử lý công tác chúng ta biết học tập cho thật giỏi cùng tập lái xe hạ hòa tâm hiểu chuyện đáp lại hạ như ý nói bổ sung mụ mụ bên kia cũng sẽ nhìn lấy riêng tư quán cơm thợ sửa chữa làm từng riêng tư quán cơm sự tình giao cho a di ta rất yên tâm an lương xác thực rất yên tâm bởi vì thái vũ sang so với hắn để bụng nhiều được không đối với an lương mà nói riêng tư quán cơm có cũng được không có cũng được nhưng đối với thái vũ sang mà nói riêng tư quán cơm chính là nàng toàn bộ đi thôi ta đưa các ngươi trở về an lương có ý tứ là lái xe đưa hai tỷ muội trở về nhưng hạ hòa tâm cùng hạ như ý biểu thị đi trở về tới liền có thể các nàng cũng muốn cùng an lương nhiều ở chung một chút thời gian dù sao An Lương nói ngày mai sẽ phải đi đế đô, còn không biết lúc nào trở về. Ở tiễn hai tỷ muội trở về trường học thời điểm, An Lương thay đổi một cái dắt tay đối tượng, từ hạ hòa tâm đổi thành hạ như ý, do đó làm được hai tỷ muội đều có phần. 9 giờ qua mấy phân thời điểm, An Lương mới đem hạ hòa tâm cùng hạ như ý đưa đến túc xá lầu dưới, hai tỷ muội có điểm lưu luyến không rời mùi vị, các nàng cũng bất kể có phải hay không là liền tại túc xá lầu dưới, hai người cùng nhau đầu nhập An Lương trong lòng. An Lương sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười, Hắn một tẢ một hữu khẽ vuốt hai người nhu thuận tóc dài, tốt lắm tốt lắm, Chu Vi có đồng học đang nhìn, lại chờ một chút sợ là muốn lên vườn trường tường được rồi. Thành. Hạ Như Ý hừ nhẹ, lên tường liền lên tường, ngược lại tất cả mọi người đón được. Hạ Hòa Tâm tán thành, kỳ thực tất cả mọi người hiểu. Hai tỷ muội ôm An Lương một hồi, mới chỉ có Lưu Luyến chia tay lên lầu. An Lương ở trở về trên đường cho phụ đạo Viên vạn Vân phi gửi đi tin tức. An Lương, Vạn lão sư, ta lại muốn xin nghỉ một đoạn thời gian bởi vì một ít chuyện công tác, ta chuẩn bị đi trước đế đô xử lý một chút. Vạn Vân Phi, tốt, ta bên này cho ngươi phê nghỉ, hệ bên trong cùng trong viện đến tiếp sau nghỉ thêm điều liền được, ngươi muốn trở về cho lúc trước ta gửi tin nhắn trả phép. An Lương, cảm ơn Vạn Lão Sư. Lấy An Lương hiện nay ở Thiên Phủ Học Viện Kinh tế Địa Vị, chỉ cần không phải thôi học, xin nghĩ loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không có vấn đề. Làm An Lương xin nghĩ sau đó, may mắn một đời hệ thống lập tức phát ra gợi ý. Ken. Đặc biệt gợi ý, ký chủ lần này đi trước đế đô, sắp mở ra, nguy cơ kỳ ngộ. Chương 1186, cái này cũng thành thục quá sớm rồi chứ. 2. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Ngày hôm sau, trai đây. 8 giờ sáng, An Lương liền ngồi bay đi đế đô chuyến bay xuất phát, hắn lần này đi đế đô không có nói cho Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương, chuẩn bị cho các nàng một kinh hỉ. Hơn 2 giờ phía sau, An Lương an toàn rơi xuống đất, hắn trực tiếp đi hướng cửa ra phi trường, an tâm đầu tư công ty nhân viên an ninh đã chuẩn bị xong nhận điện thoại xe cộ, An Lương ngồi lên một chiếc màu đen Mercedes Benz 450L, điệu thấp lại không phải làm người khác chú ý. Đi SKP thương trường. An Lương phân phó. Ba tháng đế đô so với thiên phủ lãnh một ít, An Lương chuẩn bị đi mua sắm mấy bộ tắm rửa y phục. Tiếp cận SKP cửa hàng tổng hợp thời điểm, giao thông biến đến hỏng bét, mấy phút sau, An Lương phát hiện là xảy ra tai nạn xe cộ, hết mấy chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau, do đó tạo thành ủng tắc giao thông. Tiên sinh, tình huống có một chút không thích hợp. Tài xế nói rõ nói, cái này một tai nạn xe cộ va chạm tình huống hoặc nhìn lên không giống như là ngoài ý muốn. Ô oh. An lương nghi hoặc. Nguy hiểm năng lực linh cảm không có bất kỳ cảnh cáo. Có thể là nhằm vào chúng ta sao? An lương hỏi. Xin sau khi, tiên sinh, những người khác đang ở phán đoán tình huống. Tài xế đáp lại. Màu đen Mercedes, Benz 450L ở càng rời xa tai nạn xe cộ hiện trường đường xe chạy đi tới, tài xế tùy thời cao độ cảnh giác, một ngày có bất kỳ không thích hợp, đem làm ra đối ứng biện pháp an lương vẫn không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào sở dĩ trận này thoạt nhìn lên không giống như là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cũng không phải là nhằm vào hắn chứ tiên sinh chúng ta đã xác định cái này một tai nạn xe cộ không phải nhằm vào chúng ta hình như là hải ngoại thế lực tranh cãi tài xế đáp lại ừm vậy bất kể dựa theo sớm định ra kế hoạch đi fkp thương trường an lương đáp lại an lương chung quanh an ninh lực lượng phi thường cường đại toàn bộ là đến từ nhân nghĩa an toàn công ty tinh anh lực lượng bọn họ bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, phản phất người thường giống nhau, nhưng chân chính phát sinh thời điểm nguy hiểm, bọn họ là an lương chu vi kiên cố nhất bình chướng. Trên thực tế đại lão bên người đều có an ninh lực lượng. Lấy Ari đại mã tiên sinh làm thí dụ, người này an ninh lực lượng thậm chí vượt qua một ít triều đình đại quan an ninh lực lượng, dù cho người thường không cách nào phát hiện, nhưng này chút an ninh lực lượng chính là tồn tại. Lại nói thí dụ như đối ngoại hình tượng thân thiện giác quốc con rể trắc tiên sinh, người này đối ngoại hình tượng dường như phi thường thân dân, thậm chí bị quay chụp đến điều khiển Honda phi độ đi làm. Nhưng mà những thứ này đều là kịch bản cùng diễn kịch mà thôi. Những nội dung này chỉ là các đại lão mình muốn danh tạo nên hình tượng mà thôi. Năm đó Trác Tiên Sinh muốn ở Bình An Quảng Trường lúc chạy bộ sáng sớm, chung quanh hắn an ninh lực lượng có bao nhiêu thấy được. Lại nói một chuyện, Trác Tiên Sinh giá trị hơn trăm triệu đô la khu nhà cấp cao Chu Vi còn lại bốn nhà sang trọng, toàn bộ bị Trác Tiên Sinh cùng nhau mua sắm ra mua, đối ngoại nguyên nhân là bảo hộ tư ẩn, không muốn bị hàng xóm nhìn trộm đến có thể tư ẩn tin tức nhưng trên thực tế vẫn là vì vấn đề an toàn. Bốn đống ngoài định mức mua trong khu nhà cao cấp toàn bộ đều là đỉnh cấp an ninh lực lượng. Mỗi một năm trác tiên sinh trả an ninh phí dụng liền vượt qua 100 triệu z quốc nguyên. An lương chung quanh an ninh lực lượng đồng dạng phi thường mạnh mẽ, thông thường lực lượng căn bản là không có cách uy hiếp bờ được an lương an toàn. SKP trong thương trường An lương trước sau như một đi dạo, nhưng lần này hơi chút có một chút bất đồng, bởi vì SKP phía ngoài trên đường xảy ra không bình thường tai nạn xe cộ, nhân nghĩa an toàn công ty an ninh lực lượng rõ ràng đề cao một cấp bậc, an lương chung quanh nhân viên an ninh số lượng đề thăng, do đó tránh cho đột phát tình huống. Những biến hóa này đối với an lương không có ảnh hưởng, trên thực tế đối với người bình thường đều không có ảnh hưởng, người thường căn bản là không có cách nhận thấy được nhân nghĩa an toàn công ty nhân viên an ninh. An lương đi hướng Gucci gia, hắn chuẩn bị mua sắm Gucci nhà áo hoodie, để đô hơi chút lãnh một điểm, vừa lúc dùng Gucci nhà áo hoodie quá độ. Nhưng mà mới vừa đi vào Gucci nhà cửa hàng, Nguy hiểm năng lực linh cảm liền sinh ra một cổ nhỏ nhẹ nguy hiểm cảnh cáo, An Lương nhìn về phía nguy hiểm khởi nguồn, đó là một tên trẻ tuổi ngoại quốc nữ tử. An Lương trực tiếp sử dụng nhân tế quan hệ hệ thống máy quét xác định đối phương tin tức. Leno Đức Bao Bân Oti Tuổi tác 15 Thân cao 166cm Thể trọng 52kg Dung nhan trị 91 Góc người 80 Hảo cảm 59 thuần khiết bản chất, 100. Phẩm hạnh đạo đức, 93. Thân thể khỏe mạnh, 99. Cái này nhân tế quan hệ hệ thống máy quét không thích hợp. Tuổi tác biểu hiện có chuyện. An lương một lần nữa quét nhìn một lần, nhưng mà tin tức không có thay đổi. Được chưa? Không hổ là ngoại quốc bạn bè, cái này trưởng thành sớm được có điểm quá sớm chứ. An lương đi qua nguy hiểm năng lực linh cảm phát hiện nguy hiểm không phải đối phương mang tới, bởi vì đối phương không có nguy hiểm, hắn trực tiếp đi về phía đối phương đang đến gần đối phương thời điểm, An Lương bén nhảy phát hiện đối phương ở lạnh rung, đây không phải là khoa trương hình dung từ, mà là thực sự ở lạnh rung, phản phất tại sợ hãi hắn. Ngươi tốt. An Lương sử dụng anh ngữ ân cần thăm hỏi. Nhưng mà đối phương căn bản không có đáp lại, ngược lại cố tự trấn định làm bộ lật xem guốc nhà áo hô đi, chỉ tiếc nàng rung lẫy bảy động tác bán đứng nàng mà thôi. An Lương nhìn đối phương rung lẫy bảy dáng vẻ, hắn cười nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nơi này là nam trang khu mà thôi. Chương 1187, Ta an lương lấy giúp người làm niềm vui, cũng không phải là quái thúc thúc. 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. SKP thương trường. Guxi si cửa hàng Nam Trang khu, Leno có điểm xấu hổ, nàng lúc này mới phát hiện bên này là Nam Trang khu, nàng mới vừa còn làm bộ chọn lựa một hồi lâu đâu. Ở Leno lúng túng thời điểm, một gã nhìn như thông thường nam tử đi vào Guxi si nhà cửa hàng, đồng thời trực tiếp hướng An Lương cùng Leno đi tới. Leno cấp tốc đối với An Lương nhắc nhở, cẩn thận, đi mau. An Lương nhãn thần mỉm cười, cái này ngoại quốc tiểu cô nương lại hiểu lầm cái gì. Cái kia một người đàn ông đi tới An Lương bên người, hắn nói nhanh, tiên sinh, chúng ta bắt được bốn cái có vấn đề người, đối phương mục tiêu là cái này một cái ngoại quốc cô nương. Nam tử ở lúc nói chuyện, còn lấy ra một cái điện thoại di động, trên màn ảnh điện thoại di động hiện lên Leno bức ảnh. An Lương khẽ gật đầu, trước giam, phía sau lại nói. Nam tử lại nhìn thoáng qua Leno, liền trực tiếp ly khai. An Lương cắt đến anh ngữ hỏi, ngươi là ai? Leno cắt đến giác quốc ngữ, ngươi lại là người nào? Cái này ngoại quốc tiểu cô nương còn hiểu giết quốc ngữ đâu. Càng mấu chốt là cố gắng lưu loát. Cho nên nàng mới vừa nghe hiểu nhân nghĩa an toàn công ty nhân viên an ninh cùng an lương trao đổi sao. Ta chỉ là một người bình thường, đại khái hơi có chút tiền. An lương như trước sử dụng anh ngữ đáp lại, do đó tránh cho đối phương nghe không hiểu, ngươi đây. Nhưng mà Leno cũng sử dụng giết quốc ngữ đáp lại, ta đến từ Tây Ban Nha, ta và mụ mụ đi ra đi dạo phố, thể nghiệm giết quốc văn hóa, sau đó ở bên ngoài gặp tai nạn xe cộ, có người xấu muốn khi dễ chúng ta, ta và mụ mụ ở trong hoảng loạn đi rời ra, ta liền lặng lẽ tránh ở nơi này. Cái này gọi là tránh. Trốn ở Nam Trang khu còn được A. À. Sở dĩ ngươi đến tục cùng là người thế nào? An Lương lần nữa hỏi, mới vừa phía ngoài tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, chắc là các ngươi bị người nhầm vào, các ngươi có thù gì ra sao? An Lương mới vừa hỏi xong, điện thoại di động của hắn liền vang lên, điện báo biểu hiện là Hoàng Quốc Tường. Chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. An Lương ý bảo Leno chờ. Leno cũng ý thức được An Lương không có ác ý, lại tăng thêm mới vừa nàng nghe hiểu nhân nghĩa an toàn công ty nhân viên an ninh hồi báo tin tức, nàng hơi chút tùng một khẩu khí, cho nên bây giờ càng muốn đứng ở An Lương bên người, dù sao An Lương bên người có nhân viên an ninh, rõ ràng càng thêm an toàn. Quy, Lão Hoàng, ngươi còn dám nói ngươi không có truy tung điện thoại di động của ta tín hiệu định vị. An Lương trực tiếp nhổ nước bọt, ta đạp mã mới đến đế đô, ngươi liền gọi điện thoại cho ta tới rồi, ngươi nói một chút, cái này giải thích thế nào? Đối mặt An Lương mở miệng liền làm khó dễ, Hoàng Quốc Cường rõ ràng không có đùa dẫn tâm tình, hắn nói nhanh, An Tiên Sinh, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, chúng ta bên này gặp một cái phiền toái lớn. Yêu A. À. An Lương trêu đùa, các ngươi có thể gặp được thấy phiền phức. Ta tin. Các ngươi không tìm người phiền phức thì tốt rồi chứ. Chúng ta thực sự gặp phiền phức, nếu như xử lý không tốt, có thể đưa tới hải ngoại tranh cãi. Hoàng Quốc Cường nói rõ nói. Tây Ban Nha Lydia Vương Hậu cùng người thừa kế thứ nhất Leno công chúa mới vừa ở SKP bên kia xảy ra tai nạn xe cộ, hiện nay Lydia Vương Hậu đã bình an vô sự, nhưng Leno công chúa mất tích, chúng ta cần các ngươi nhân nghĩa an toàn công ty trợ giúp. Hoàng quốc cường cấp tốc nói. Sở dĩ cái này ngoại quốc tiểu cô nương vẫn là Tây Ban Nha công chúa sao? Bất quá Tây Ban Nha vương thất, hình như là Europa nghèo nhất vương thất một trong chứ. Lão Hoàng, trước tiên ngươi nói sai rồi một việc, ta và ngươi nói nào đó nào đó nào đó công ty, căn bản không có bất luận cái gì một tiêu quan hệ, ta tin tưởng các ngươi điều tra qua, ta căn bản không có nắm giữ trong miệng ngươi cái kia công ty bất luận cái gì cổ phần. An Lương nói rõ nói, ngoài ra ngươi nhóm đang dở trò quỷ gì, lại có thể xảy ra chuyện như vậy, ta đều muốn hoài nghi các ngươi nghề nghiệp tính được rồi. An Lương nhổ nước bọt. Hoàng Quốc Tường cũng nhổ nước bọt, chuyện này không phải nhân viên chuyên nghiệp làm, chỉ là Tây Ban Nha bên kia một ít phản vương thất cực đoan phần tử ngụy trang thành du khách nhập cảnh, sau đó sẽ làm ra sự tình, bọn họ phi thường không chuyên nghiệp, liền vũ khí đều không có, chúng ta xác thực không nghĩ tới có chuyện như vậy. Được rồi được rồi, ta giúp ngươi tìm người, ngươi xem các ngươi một chút biết đánh mất cái gì đồ vật. An Lương Ám thị nói: "Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hoàng Quốc Tường nhổ nước bọt. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói nhảm, ta chính là muốn giúp ngươi nhóm tìm cái gì." An Lương thuận miệng đáp lại: "Đổi một cái điều kiện." Hoàng Quốc Tường đáp lại: "Không thành vấn đề." An Lương đáp ứng nói: "Nếu như trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta chuẩn bị khống chế một cái địa khu thời điểm, ta hy vọng đạt được ngươi, cùng với ngươi đại biểu lực lượng chống đỡ. Ngươi muốn khống chế địa phương nào?" hoàng quốc tường truy vấn về sau chậm rãi chọn nhưng tình huống của ta các ngươi là biết đến sẽ phải tuyển trạch một ít pháp luật càng rộng rãi địa phương chứ an lương nói rõ nói thí dụ như chúng ta cổ đại cho phép cưới gã tập tục hiện đại một ít địa phương như trước có pháp luật chống đỡ ở chưa lúc tới ta hy vọng nhằm vào nào đó một cái địa khu thực thi đối ứng khống chế từ đó thu hoạch được đối phương pháp luật chống đỡ an lương nói ra điều kiện ngươi cái tên này phải suy tính thật lâu dài hoàng quốc tường vô lực nhổ nước bọt đến lúc đó chúng ta cho ngươi chọn địa phương. Đi đi đi, nhất định là tự ta chọn. An Lương Cự tuyệt trả lời. Hoàng Quốc Tường thở dài nói, thành giao. Tốt, ta đã tìm được. Nàng liền ở trước mặt ta, ta cho các ngươi đưa đến nơi nào. An Lương bổ sung nói rằng, tiểu cô nương nghe hiểu được viết quốc ngữ, các ngươi đã tìm được mẹ của nàng chứ? Ta đem nàng đưa đến mẹ của nàng nơi đó. An Lương bổ sung hỏi. Leno nguyên bản lại khẩn trương, kết quả nghe An Lương bổ sung, nàng âm thầm tùng một khẩu khí. Chương 1188, Ngươi tốt, công chúa Điện Hạ. 4. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Hoàng quốc tường nghe An Lương đáp lại, hắn chỉ cảm giác mình bị sáo lộ rồi. An tiên sinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng quốc tường hỏi. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Hoàng quốc tường thậm chí hoài nghi chuyện này chính là An Lương ở phía sau màn thao túng. Nhưng hắn rất nhanh thì bỏ qua cái này dạng không đáng tin cậy ý tưởng. Bởi vì An Lương hoàn toàn không hề động máy móc. Ta còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra đâu, An Lương nhổ nước bọt, lão hoàng, ngươi nên không phải hoài nghi ta chứ. Ở Hoàng Quốc Cường nói rõ phía trước, An Lương tiếp tục nói, ta muốn làm chuyện này, các ngươi khẳng định đều không có cơ hội phản ứng, cũng không khả năng bị các ngươi phát hiện. Có đạo lý. Hoàng Quốc Cường nhận đồng nói, nếu quả như thật là ngươi, sợ rằng sẽ làm được thiên y vô phùng. Được rồi được rồi, chớ khen ta. An Lương đáp lại, báo cái địa chỉ, ta đưa đi qua. Ngươi trực tiếp đưa đến Tây Ban Nha sứ quán có thể. Hoàng Quốc Cường vô lực nhổ nước bọt, Hắn là khích lệ An Lương sao? Được chưa? An Lương biểu đạt cúp điện thoại ý tứ. Chờ, các loại. Hoàng Quốc Tường thêm vào, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, thương lượng một chút bao gồm sự tình. Không quá được. Ta buổi trưa có chuyện gì? An Lương đáp lại. Ngươi có thể có chuyện gì? Hoàng Quốc Tường nhổ nước bọt, bạn gái ngươi đều ở đây đi học, cái kia tiểu diễn viên đã vào kịch tổ, ngươi còn có thể có chuyện gì? Đi đi đi, ngươi quản ta. An Lương trực tiếp cúp điện thoại. Hoàng Quốc Cường nghe trò chuyện cắt đứt manh âm, hắn lại có điểm quen bị đột nhiên cúp điện thoại. An Lương cất điện thoại di động, hắn nhìn về phía Leno, đùa dẫn nói rằng, ngươi tốt, Leno công chúa điện hạ. Ngươi biết. Leno cắt đến rồi anh ngữ. Mới vừa trong điện thoại biết đến. Được rồi, mụ mụ ngươi đã an toàn, đồng thời đang ở phản hồi các ngươi Tây Ban Nha sứ quán, ngươi bây giờ phải đi về sao, ta tiễn ngươi trở về. An Lương hỏi. Leno nhìn về phía An Lương nói, ta có thể mượn dùng điện thoại di động của ngươi sao có thể an lương đưa điện thoại di động giải tỏa sau đó đưa tới điện thoại di động của ta đã khai thông quốc tế trò chuyện công năng ngươi có thể trực tiếp liên hệ bất luận kẻ nào leno trực tiếp bấm mẹ của nàng lydia điện thoại chờ đợi chuyển được sau đó leno sử dụng tây ban nha ngữ nhanh chóng nói rằng mụ mụ ta là leno ô hát thượng đế lydia lập tức kích động nói ngươi đang ở đâu ngươi bây giờ an toàn sao mụ mụ ngươi không cần lo lắng ta được người cứu đối phương hình như là một đại nhân vật chung quanh hắn có nhân viên an ninh leno đáp lại các ngươi bây giờ ở nơi nào ta qua tới đón ngươi lydia hỏi ta liền lúc trước trong thương trường mụ mụ ngươi bây giờ là trở về sứ quán sao leno nhiều hỏi một câu lydia đáp lại giống như ta đang ở phản hồi sứ quán tốt mụ mụ ta làm cho hắn tiễn ta về nhà sứ quán leno trả lời đối phương biết tiễn ngươi sao Lydia có chút lo lắng. Hội, đối phương đã vừa mới đáp ứng rồi chuyện này. Mụ mụ, chúng ta có thể mời hắn cùng ăn cơm trưa, cảm tạ hắn sao? Leno hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, bọn ta một hồi đến rồi sứ quán liền xử lý chuyện này. Lydia bằng lòng. Chờ một chút thấy, mụ mụ. Leno hồi phục. Chờ ngươi, ta thiên sứ. Lydia hơi an tâm. Leno cắt đứt trò chuyện phía sau, nàng đưa điện thoại di động đưa cho An Lương, nàng cắt đến dép quốc ngữ nói, Phi thường cảm tạ ngài, tiên sinh, xin hỏi ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Ngươi cái này đế đô nói có chút ý tứ. An lương trước khích lệ, ta họ An, Bình An An, ta gọi An lương, Bình An hiền lành ý tứ. Ngài tốt, An lương tiên sinh, rất cảm tạ ngài đã cứu ta. Leno dùng kính xưng biểu đạt cảm kích của mình. Cốt lắm, tốt lắm, ta công chúa điện hạ, đừng tại ngài a ngài, ta không phải người đế đô, ta đến từ lẩu Cố Hương. An lương nói rõ nói. An tiên sinh đến từ Thịnh Khánh, vẫn là Tây Xuyên đâu? Leno phản vấn. Ô hát. An Lương có chút kinh ngạc, cái này tiểu công chúa biết nhiều như vậy giác quốc tri thức sao? Leno đáp lại nói, ta có học tập giác quốc ngữ, cũng học tập giác quốc nhân văn phong tình, lần này tới giác quốc, chính là vì thể nghiệm giác quốc văn hóa. Thì ra là thế. An Lương khẽ gật đầu, ngươi cùng mụ mụ ngươi xác nhận tin tức sao, nếu như xác nhận tin tức, bọn ta một hồi tiễn ngươi trở về, nhưng ngươi cần chờ ta một chút, ta muốn mua hai bộ quần áo. Ừm, ta mới vừa cho mụ mụ nói làm cho mụ mụ chuẩn bị cơm trưa, ta muốn mời ngươi cùng ăn cơm trưa cảm tạ trợ giúp của ngươi. Leno đáp lại. An Lương suy nghĩ một chút, mới, chỉ có, đáp lại nói, được chưa? Lần nữa cảm tạ An tiên sinh hỗ trợ. Leno khách khí đáp lại. Không khách khí. An Lương vỗ vỗ tiểu công chúa đầu. Cái này một động tác làm cho Leno sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Ngươi trước chờ ta một chút, ta mua hai bộ quần áo. An Lương nói lần nữa, sau đó trực tiếp chọn lựa hai bộ Gucci nhà áo hoodie cùng quần, liền mặc thử đều không có mặc thử, trực tiếp khoa tay múa chân một cái cao thấp liền xác định. Tốt lắm, giải quyết, chúng ta đi thôi. An Lương đáp lại nói. À. Leno sửng sốt một chút, An Lương giống như này mua quần áo sao. Tây Ban Nha vương thất là Europa nghèo nhất vương thất một trong, quốc vương lương một năm cũng chỉ có hơn 24 vạn euro, vô luận là vương hậu, vẫn là công chúa, đều đi đại lộ thân dân tuyến, hàng ngày mặc vào nhanh tiêu nhãn hiệu, Nói thí dụ như Gia Ra liền bội thù ưu ái. Nhưng mà mặc dù chọn Gia Ra, Leno cũng sẽ chọn lựa lại chọn, cho nên nàng không quá lý giải An Lương như vậy chọn phương thức. Chương 1189, đặc thù lễ vật. 5, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. An Lương mua sắm cốt lắm hai bộ Gucci áo hô đi 6 trang, hắn trực tiếp để dành vân cảnh quốc tế địa chỉ, sau đó sử dụng anh ngữ hô, công chúa điện hạ, chúng ta phản hồi lâu đài A. Leno sắc mặt trở nên hồng, sứ quán không phải lâu đài. An Lương mang theo Leno tới xuống đất gara, ra, nhân nghĩa an toàn người của công ty viên đã tại chờ đợi, phía trước ở Guxi gia hướng An Lương hồi báo nam tử đã kéo ra Mercedes-Benz 450L ghế sau cửa xe, đồng thời làm ra hộ tống ngạch động tác, chờ đợi An Lương cùng Leno lên xe. Công chúa điện hạ, mời. An Lương bảo trì thân sĩ phong độ. Cảm ơn. Leno đi đầu lên xe. An Lương đi vòng qua một bên kia lên xe, hắn sau khi lên xe, nhân nghĩa an toàn công ty nhân viên an ninh xe khởi động chiếc đi tới đi theo còn có 3 chiếc Mercedes Benz 450L. Bởi vì chuyến này là đi trước Tây Ban Nha Sứ Quán, nhân nghĩa an toàn công ty nhân viên an ninh lần này không có ẩn hình, trực tiếp quan minh chánh đại theo bảo hộ. Đúng rồi, công chúa Điện Hạ, chúng ta có 4 chiếc xe đi qua, ngươi hỏi một chút mụ mụ ngươi, các ngươi sứ quán có phải hay không cần trước chuẩn bị? An Lương vừa hỏi, vừa đem điện thoại di động đưa tới. Leno không rõ ràng vấn đề như vậy, nàng cho nàng mụ mụ gọi điện thoại, chuyển được sau đó, nàng liền chuyển thuật An Lương nói lên vấn đề. Lydia vương hậu đáp lại, chúng ta bên này đã làm xong chuẩn bị, chờ một lát ngươi chỗ ở xe đi trước mặt nhất, chúng ta bên này biết xử lý. Tốt, mụ mụ. Leno đáp lại. Khoảng chừng nửa giờ sau, bốn chiếc màu đen Mercedes Benz 450L đạt đến Tây Ban Nha sứ quán, An Lương cùng Leno chỗ ở xe tự nhiên xếp ở vị trí thứ nhất, Leno dán xuống cửa sổ xe, xác định thân phận sau đó, bốn chiếc Mercedes Benz 450L đều bị cho đi, sau đó trở lại Tây Ban Nha sứ quán chỉ định khu đậu xe. Tây Ban Nha Sứ Quán Tương quan Nhân viên An ninh đã trước giờ đúng lúc, do đó tránh cho phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Lydia Vương Hậu đã tại khu đậu xe chờ đợi, Leno sau khi xuống xe, liền trực tiếp chạy chậm hướng Lydia Vương Hậu, mụ mụ. Ô hát! Ta thiên sứ! Lydia giang hai tay ra ôm Leno. An Lương đã hạ xe, nhưng không có tới gần Lydia Vương Hậu ý tứ, chỉ là đứng ở xe cổ bên cạnh chờ đợi, nhân nghĩa an toàn người của công ty viên đều không có xuống xe. Leno cùng Lydia Vương hậu cấp tốc lại đơn giản sau khi trao đổi, Lydia Vương hậu chủ động đi hướng An Lương, nàng sử dụng anh ngữ nói, "Ngươi tốt, An tiên sinh, ta là Leno mẫu thân Lydia, phi thường cảm tạ ngươi giúp Leno." Lydia Vương hậu vừa nói, một bên đưa tay phải ra, nàng biết giết quốc người càng ưa thích nắm tay lễ. An Lương lễ phép cùng Lydia Vương hậu hư cầm tay phải, sau đó liền buông ra, hắn đáp lại nói, "Ngươi tốt, Lydia Vương hậu, ta chỉ là thuận tiện giúp công chúa điện hạ mà thôi." "Đúng rồi, Vương hậu điện hạ, ta chuẩn bị cho các ngươi một phần đặc biệt lễ vật, ta nhân viên an ninh phía trước bắt được bốn cái có vấn đề người, các ngươi cần xử lý như thế nào? An Lương hỏi thăm. Lydia sửng sốt một chút, sau đó chào hỏi, Casio, mời tới đây một chút. Lydia vì An Lương giới thiệu, An tiên sinh, cái này một vị là Casio, hắn là chúng ta Tây Ban Nha sứ quán an toàn chủ quản. Lydia lại vì Casio giới thiệu An Lương. Casio chủ động đưa tay nói, ngươi tốt, An tiên sinh, ngươi nhân viên an ninh phi thường tuyệt vời. Tuy là nhân nghĩa an toàn công ty nhân viên an ninh không có xuống xe, nhưng Casio vẫn nhìn thấu một ít đầu mối, nói ví dụ như bây giờ bốn chiếc Mercedes Benz 450L đều không có dập tắt động cơ, do đó ứng đối đột phát tình huống. Lại nói thí dụ như 4 chiếc Mercedes Benz 450L xe đổ vị trí, bọn họ đều nhất định có khoảng cách, mặc dù có đột phát tình huống, cũng có thể nhanh chóng lợi dụng thân xe thành lập vòng phòng ngự. Casio thậm chí phát hiện những thứ này Mercedes Benz 450L có cải trang vết tích, chắc là gia tăng rồi phòng ngự cường độ ngươi tốt, Casio chủ quản. An Lương chào hỏi Casio đi tới giữa đội ngũ một chiếc Mercedes, Benz 450L cốp sau vị trí, hắn vất vất tay, cốp sau chậm rãi tự động mở ra, ở trong cốc sau xe có hai cái tay ban nha người. Nhà, các ngươi người bên kia, phía sau còn có hai người, nghe nói là một ít cực đoan phần tử, toàn bộ giao cho các ngươi. An Lương thuận miệng nói rằng. Casio cảm kích nói rằng, tạ tạ An tiên sinh, bọn họ đối với chúng ta trọng yếu phi thường. Hành, An Lương phân phó nhân nghĩa an toàn người của công ty viên cùng Casio tiến hành giao tiếp. Lydia Vương Hậu thấy An Lương bên này xử lý tốt sự tình, nàng phát sinh mời, An Tiên Sinh, chúng ta chuẩn bị Tây Ban Nha truyền thống mỹ thực, còn hy vọng An Tiên Sinh có thể cùng chúng ta cùng ăn cơm trưa, để cho chúng ta biểu đạt cảm ơn. An Lương gật đầu, vậy quá cảm tạ. Chắc là chúng ta cảm tạ An Tiên Sinh. Lydia Vương Hậu đáp lại. An Lương đi theo Lydia Vương Hậu cùng Leno công chúa cùng đi vào sứ quán, nhân nghĩa an toàn công ty hai gã nhân viên an ninh theo sau, Casio cũng đi theo cùng nhau. Trong phòng ăn, Lydia dẫn dắt Leno ngồi phía bên trái vị trí, đem phía bên phải vị trí lưu cho An Lương, đồng thời chủ động chỉ ra nói, An tiên sinh, ta nghe nói các ngươi giác quốc người càng thích ngồi ở bên phải, đúng không? Cái này một vấn đề cũng không phải thật hỏi An Lương. Bởi vì Lydia vương hậu biết đáp án, nàng chỉ là biểu minh tôn nặng thái độ. Chương 1190, ngươi có thể coi làm hướng đạo của ta sao? 6, 10, 11, 3, hai v đúc hoa tươi. Tây Ban Nha cùng giết quốc quan hệ không tệ, từ lúc năm 2004 thời điểm, Tây Ban Nha liền công khai lên tiếng ủng hộ giết quốc triều đình, minh xác phản đối dơ Lê La Nam cái gọi là tự lập vấn đề. Giết quốc triều đình cao độ tán thưởng Tây Ban Nha triều đình lập trường. Quan hệ của song phương cũng vẫn tương đối khá, thuộc về hữu hảo quan hệ. Lydia thành tựu Tây Ban Nha vương thất vương hậu, nàng nhất định phải học tập giết quốc văn hóa, nàng hiểu rõ một chút giết quốc người đối tả hữu yêu thích. An lương vì Lydia phổ cập khoa học đứng lên, vương hậu điện hạ, kỳ thực hiện đại giác quốc người, đặc biệt là thế hệ trẻ, hầu như đối tả hữu không có sở thích đặc biệt. Mặt khác ở chúng ta giác quốc lịch sử cổ đại bên trên, tả hữu cao thấp cũng xuất hiện qua biến hóa, gần nhất mấy cái triều đại, nói thí dụ như Tống Triều cùng Minh Triều, kỳ thực càng ưa thích bên trái vị trí. An Lương nói rõ, ở sớm hơn Hán Triều, mới là càng ưa thích phía bên phải vị trí, sở dĩ sáng lập gián chức cùng hữu thiên hai cái từ ngữ còn có tên lý bạch đại thi nhân sáng tác nghe thấy vương xương linh giáng chức long ngọn xa có này gửi nói rõ giáng chức vấn đề An Lương bổ sung. Leno ở một bên nói tiếp, ta gửi buồn tâm cùng Minh Nguyệt, theo quân thẳng đến dạ Lan Tây. Ta còn nhớ kỹ hai câu này đâu. Không sai. An Lương khẳng định gật đầu, cái này một bài thơ là chúng ta giết quốc dạy học nội dung. Lydia hơi lúng túng đáp lại, không có ý tứ, ta đối với giết quốc văn hóa vẫn là lý giải được không đủ thấu triệt. An Lương cười đáp lại, vương hậu điện hạ không cần lưu ý, đây là tình huống bình thường, nói thí dụ như chúng ta giác quốc người liền không thể nào hiểu được các ngươi Tây Ban Nha người đối với đậu ngưu hoạt động cùng nhiệt. An Lương tiếp tục nói, ta minh bạch vương hậu điện hạ có hảo ý, đồng thời cảm tạ vương hậu điện hạ đối với chúng ta văn hóa tôn trọng. Cảm ơn lý giải. Lydia đáp lại. Tuy là náo loạn một cái tiểu ô long, nhưng kết quả phi thường tốt, An Lương nguyên vẹn cho thấy tính cách trầm ổn cùng đại khí một mặt, dù cho đối mặt Tây Ban Nha vương hậu cũng có thể thẳng thắn nói, cùng đối phương trao đổi giác quốc văn hóa. lén -len nhìn lấy An Lương, Nàng đối với An Lương cảm thấy rất hứng thú, không chỉ là bởi vì An Lương cứu nàng, cũng bởi vì An Lương có một loại vận trù duy ác tự tin, cùng với hiện tại cùng nàng mụ mụ giao lưu lúc cái loại này tự tin thái độ, làm cho Leno không tự chủ được muốn biết An Lương. Ở An Lương cùng Lydia trao đổi thời điểm, Tây Ban Nha sứ quán nhà hàng nhân viên công tác đưa tới đạo thứ nhất Tây Ban Nha bữa ăn trước ăn vặt. Lydia vì An Lương giới thiệu, An tiên sinh, đây là chúng ta Tây Ban Nha tapas dựa theo giác quốc thói quen, nó là bữa ăn trước khai vị ăn sáng, ở chúng ta Tây Ban Nha, vô luận là cao cấp phòng ăn lớn, vẫn là giảng lược phòng ăn nhỏ, đều có thể lấy phát hiện thân ảnh của bọn họ, nó là chúng ta Tây Ban Nha cực kỳ có đặc sắc ẩm thực đại biểu một trong. Leno nói tiếp, đây là nướng ớt xanh, có điểm cùng loại các ngươi giác quốc xiên nướng, nhưng không có vị cay, chỉ có vị mặn. Lydia cũng vui vẻ làm cho Leno vì ăn lương giới thiệu. Leno tiếp tục giới thiệu, đây là chiên dầu tôm vĩ, nó là thức ăn nóng loại, chúng ta trước phải ăn, miễn cho lạnh mất đi giòn độ liền ăn không ngon. An Lương cầm lên cây thăm bằng chút nhỏ xuyến lấy chiên dầu tôm vĩ, hắn nhâm nhi thưởng thức, bề ngoài da thúy thúy, tôm thịt rất mới mẻ, khẩu vị tương đối nhạt, phân lượng tương đương thiếu, quả nhiên là bữa ăn trước khai vị ăn sáng. Đạo thứ hai đồ ăn là Galicia bạch tuộc, sau đó là Iberia chân giò hung khói, còn có kinh điển Tây Ban Nha hải sản cơm chiên cùng lãnh canh chờ, các loại. Một trận truyền thống Tây Ban Nha cơm trưa ở Lydia cùng Leno vì An Lương giải thích trung khoái trá kết thúc, tổng thể mà nói, An Lương có thể thói quen Tây Ban Nha mỹ thực. Giữa trưa bữa ăn lúc kết thúc, Tây Ban Nha sứ quán nhà hàng nhân viên công tác đưa ra một cái hộp quà, Lydia cầm lấy hộp quà trịnh trọng đưa cho An Lương. Lần nữa cảm tạ An tiên sinh đối với Leno trợ giúp, đây là chúng ta Tây Ban Nha quốc nước uống rượu trái cây, còn hy vọng An tiên sinh thích. Lydia cảm kích nói. An Lương nhận lấy hộp quà, hắn đáp lại nói, cảm ơn vương hậu điện hạ. Leno ở một bên phát hiện mẹ của nàng có tiễn khách ý tứ, nàng vội vã mở miệng nói, An tiên sinh, xin hỏi ngươi gần nhất sẽ ở đế đô sao? Hội, An Lương đáp lại. Lydia nghe Leno hỏi, trong lòng nàng âm thầm trầm xuống. An tiên sinh, ta có thể mời ngươi làm ta hướng đạo sao? Leno hỏi, ta muốn du lãm cái này một tòa cổ xưa lại vĩ đại thành thị. An lương xem trước hướng Lydia, phát hiện Lydia không có biểu thị sau đó, mới, chỉ có, đáp lại nói, nếu như vương hậu điện hạ không có ý kiến, ta khẳng định cũng sẽ không có ý kiến. Mù mù, ta có thể làm ơn an tiên sinh làm hướng đạo của ta sao? Leno trực tiếp hỏi. Lydia không có biện pháp cự tuyệt bởi vì An Lương mới giúp các nàng, đồng thời nàng chỉ hồi báo một hộp rượu hoa quả mà thôi, dù sao bọn họ Tây Ban Nha vương thất là trứ danh quỷ nghèo. Cho nên bây giờ đối mặt Leno thỉnh cầu, Lydia cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài. Nếu như An Tiên Sinh nguyện ý, đồng thời sẽ không dây dưa An Tiên Sinh công tác, ta không có ý kiến. Lydia đáp lại. Leno âm thầm vui vẻ, nàng cũng biết mẹ của nàng không cách nào cự tuyệt. An Tiên Sinh, mẹ ta đáp ứng rồi, xin hỏi ngày mai ngươi có thì giờ rảnh không? Leno hỏi, ta muốn nếm một chút giá cá cổ xưa này thành phố bên trong, thuộc về nó đặc biệt mỹ thực.